các chứng bệnh y sinh. Khái niệm: bệnh y sinh, bệnh do thầy thuốc, cán bộ điều dưỡng, nhân viên y tế, sinh viên y tế gây ra. Đó có thể coi là một bệnh mới hay một triệu chứng mới xuất hiện. Do lời nói hay thái độ, tác phong không đúng về mặt tâm lý của nhân viên y tế nói chung, của thầy thuốc, cán bộ điều dưỡng nói riêng, gây tác hại đến tâm thần người bệnh, ám thị mạnh mẽ người bệnh, và từ đó ảnh hưởng tới cơ thể người bệnh. Những người bệnh mắc loại bệnh này thường là những người có nhân cách lo lắng, giàu tưởng tượng, dễ xúc cảm, hay nói cách khác là người có tính cách dễ bị chẩn đoán sai, không có bệnh lại chẩn đoán là có bệnh. Bệnh lành tính chẩn đoán là bệnh ác tính. Tiên lượng bệnh quá mức. Bệnh có thể chữa khỏi lại bảo bệnh không thể chữa khỏi. Hoặc có thể trở thành mạn tính, hoặc có thể nguy hiểm đến tính mạng. Hỏi bệnh vụng về. Khi hỏi bệnh quá chú trọng về một cơ quan, bộ phận nào đó. Khám đi khám lại nhiều lần bộ phận đó. Hoặc mời nhiều người cùng tham gia khám. Làm cho người bệnh nghi ngờ là mình bị bệnh nặng ở cơ quan này hay bộ phận đó. Dùng thuốc quá mức cần thiết hay dùng thuốc không đúng bệnh. Dùng thuốc kháng sinh bao vây, gợi ra một nhiễm khuẩn nặng ở người bệnh. Chưa chẩn đoán chính xác, ví dụ dùng thuốc điều trị phun làm người bệnh nghĩ mình bị bệnh lao. Dùng nhiều thuốc làm cho người bệnh nghĩ rằng mình bị bệnh rất nặng. Hoặc mắc nhiều bệnh. Giáo viên giảng lâm sàng về các triệu chứng có trong tài liệu. Nhưng không có thuộc trên người bệnh nào đó tại lâm sàng. Sau khi nghe lời giảng của giáo viên, theo cơ chế tự ám thị thì những triệu chứng ấy có thể xuất. Người thầy thuốc, cán bộ y tế điều trị thể hiện sự quá lo lắng, băn khoăn của mình. Qua thái độ, nét mặt, tác phong trước mặt người bệnh. Làm cho người bệnh có suy nghĩ là bệnh mình quá nặng, nguy hiểm và sinh ra lo lắng sợ hãi. Những bài phổ biến y học trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Viết không chính xác, thiếu cẩn thận. Cơ chế tâm thần tác động lên cơ thể. Theo sinh lý thần kinh cao cấp, lời nói hay hệ tín hiệu thứ hai có liên quan đến hệ tín hiệu thứ nhất, là hệ thần kinh và thông qua hệ thần kinh tác động đến cơ thể. Thuyết vỏ não nội tạng chứng minh mối liên quan giữa tâm thần và hệ thần kinh. Học thuyết PAPLOP về thôi miên và ám thị, chứng minh vai trò của ý nghĩa chiếm ưu thế trong việc gây ra những biến đổi trong cơ thể theo những phương pháp đã ám thị. Tính ám thị tăng rất cao trong trạng thái thôi miên. Hai, theo lý thuyết về sự căng thẳng, sang chấn, stress về mặt nội tiết, những kích thích bên ngoài cũng như bên trong nội tâm gây nên trạng thái căng thẳng tâm thần đều kèm theo những biến đổi về nội tiết, tăng tiết ACTH, cortisol về mặt hình thái, gây loét dạ dày, ruột và các hệ thống khác. Theo sinh hóa não, các nghiên cứu cho thấy rằng các trạng thái biến đổi cảm xúc đều kèm theo những biến đổi các môi giới hóa học thần kinh. Ví dụ, lo lắng gây tăng tiết acetylcholine và serotonin. Vui vẻ, hưng phấn làm giảm catecholamine. Những biến đổi này tác động vào hệ thần kinh thực vật, đồng thời lôi kéo theo những biến đổi ở các cơ quan nội tạng. Một số biểu hiện của các tác động tâm thần đối với cơ thể. Sự tác động của tâm thần đối với cơ thể có thể diễn ra trong hoạt động hàng ngày của con người, hoặc trong lâm sàng, điều đó đã được chứng minh như những tác động trong sinh hoạt hàng ngày, những lo sợ sinh ra tái mặt, run rẩy, hồi hộp, đổ mồ hôi. Người thấy mùi thức ăn ngon gây tiết nước bọt. Được khen ngợi thấy cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái. Bị chê bai, khiển trách sinh ra lo lắng, buồn rầu. Những trường hợp xảy ra trong lâm sàng. Khi tập thư giãn trong tư thế tập trung. Người bệnh có thể gây cho mình những thương tổn. Những cảm giác nặng nề hoặc nhẹ nhõm. Người sợ tiêm có thể căng cứng cơ gây khó khăn cho việc tiêm chích. Người sợ máu có thể bị ngất khi nhìn thấy máu chảy. Đứa trẻ nhút nhát bị tử vong do cưỡng bức cắt amidan vì quá sợ. Tác hại của chứng bệnh y sinh. Làm bệnh diễn biến phức tạp. Bệnh tiến triển chậm hoặc xấu do người bệnh quá lo lắng, sợ hãi một cách vô căn cứ. Xuất hiện thêm các triệu mới. Người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng mới không đúng với thực tế. Làm cho bệnh trở nên rắc rối, phức tạp và làm cho khó chẩn đoán, điều trị không hiệu quả.
có thể xuất hiện các trạng thái phản ứng tâm thần khác nhau. Trên người bệnh có thể xuất hiện các trạng thái loạn cảm giác bản thể, hoặc nghi bệnh kéo dài rất lâu và khó điều trị. Nếu các dấu hiệu của chứng bệnh y sinh mà không được phát hiện kịp thời và điều trị sớm, bệnh sẽ càng ngày càng trầm trọng. Nhất là khi các dấu hiệu chức năng đó trở thành triệu chứng thực thể. Tác hại xấu nhất của bệnh là người bệnh có thể tự sát do quá bi quan và quá lo lắng về một căn bệnh không. Cách phòng và điều trị các chứng bệnh y sinh. Phòng bệnh. Cán bộ y tế trực tiếp phục vụ người bệnh, bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, cán bộ giảng dạy, sinh viên. Phải có những hiểu biết tối thiểu về tâm lý y học, về thái độ đối xử, về nghệ thuật giao tiếp và về các tác hại về chứng bệnh y sinh. Để đề phòng được chứng bệnh y sinh, người cán bộ y tế nói chung cần phải không thông báo cho người bệnh biết những chẩn đoán chưa được xác định, còn đang tranh luận. Phải hết sức thận trọng trong khi trả lời các câu hỏi của người bệnh và gia đình người bệnh về tiên lượng. Phải bảo quản cẩn thận bệnh án, hồ sơ và các kết quả xét nghiệm của người bệnh, không để người bệnh xem trộm. Khi điều trị phải dùng thuốc đúng bệnh. Không cho nhiều thuốc khi không cần thiết. Không cho thuốc kiểu bao vây, không có bệnh không cho dùng thuốc. Tuyệt đối không được giảng dạy hoặc thảo luận về bệnh ngay bên giường bệnh. Không để cho người bệnh nghe được những điều giảng về bệnh của mình. Đặc biệt, không được liên hệ với bệnh khác có các dấu hiệu gần giống với bệnh cảnh của người bệnh khi giảng đầu giường. Phải chuẩn bị tốt tâm lý trước khi khám bệnh cho người bệnh. Tránh việc lúng túng trong khi khám để phải quá chú ý khi khám một cơ quan, một bộ phận nào đó nhằm tránh gây hiểu lầm. Phải bình tĩnh, biết tự kiềm chế cảm xúc của mình với người bệnh. Không được để lộ cảm xúc khi chẩn đoán bệnh trước mặt người bệnh. Lúc tiếp xúc với người bệnh, đặc biệt khi khai thác bệnh cần phải có kỹ năng giao tiếp tốt. Tránh các câu hỏi lặp với cùng một chủ đề, tránh nói những sự kiện có tác động xấu đến tâm thần người bệnh. Điều trị. Phải chẩn đoán xác định bệnh y sinh bằng cách nghiên cứu bệnh sử, nhân cách người bệnh và tiếp xúc tốt với người bệnh để phát hiện các nhân tố gây ra chứng bệnh. Phải khám xét lâm sàng một cách cẩn thận và làm các thử nghiệm lâm sàng để phân biệt với bệnh thực thể. Phải dùng các liệu pháp tâm lý thích hợp cho từng nhân cách, từng chứng bệnh. Phải điều trị tâm lý tích cực, có hệ thống và kiên trì. Tóm lại, chứng bệnh y sinh là những chứng bệnh dễ gây rắc rối cho người bệnh. Tuy nhiên đây là những bệnh có thể tránh được. Nếu người cán bộ y tế làm công tác phục vụ người bệnh có những kiến thức về chứng bệnh y sinh và thực hiện tốt các việc nên tránh trong khi tiếp xúc.